Xin chào tất cả anh em nhé. Em chào mừng anh em đến với kênh Em Sắt Đức Thắng anh em. Cái này em với thằng cháu em, thằng Chí Ghé đây. Thằng cháu này bán bên mấy bắp cỏ anh em. Anh em nữa có mua mấy bắp cỏ thì bên con là cái gian gì? Mấy bắp cỏ Đức Thắng. Mấy bắp cỏ Đức Thắng chứ mấy bắp cỏ Kiều Viên anh em. Trời ơi, rồi sen tới anh em ơi, đó. Trời ơi, hai củ luôn. Là em lên tiếp cho bà con cô bác mình một cái máy phát điện mini mà siêu vip nè. Cái này em mới vừa về tới luôn nè anh em. Đây là Honda. Quá đẹp. Cái này nó, cái này em thấy nó để là 550W. Cái này thích hợp cho anh em mà con mình đi du lịch. Để lên xe đâu ha, mình đi ra ngoài đâu, mình cắt mấy cái liều chạy đâu đó. Con đem chạy máy này lên anh em treo quạt gió với đèn rồi đó. À, quá ok cho dây giật nó sáng gì luôn hả chị? Dạ. Cái này nó sáng giới luôn. Mà đặc biệt là cháu em thấy nó nói là về nó kéo chạy luôn anh em ơi. À, anh em nhịn buông đi. Làm gì về đó sáng vậy luôn. Đâu sáng chạy luôn. Mà nó có khuyết điểm cái là thiếu quen anh em, mất cái chụp bè đó, nó có khuyết điểm mà máy thì nó mới chát luôn đó, nó mới vậy nè, từ đầu tới từ đuôi tới đầu luôn. Mà anh em nhìn đóng khối nó vừa có ra khối đen nè, vừa đóng khối đen nè, vô còn trắng tinh vậy đó. Cái này là mấy anh em nào anh em nhớ mỗi lần đi du lịch là anh em giúp cái máy này nó tiện lắm nè, mà để lên xe nó không có, nó rất là nhẹ luôn phải không, nó 550W. Cái này cháu em nói sách gì chắc em nghĩ chắc tầm có khoảng trên 10kg chút anh em ơi. Trên 10kg. Nhưng mà nãy em nghe nói là cái bình xăng nó hơi sét anh em. Bình hơi đen tí. Đây mà trong cũng được, nó nổi. Bình thì nó bị ố xăng chứ mà cái dòng này hơi sét nhưng mà bình nó em bị ố. Cái màu này sơn kia tròn hết. Đẹp. Rất anh em nhìn tem mặt anh. Quá sức đẹp luôn. Cái này đã lắm anh em ơi, cái này mà mình đi du lịch mình đem máy này theo á, mình đem lo kéo kéo không có gì hết, bên mình sạc. Đặc biệt là chạy nó chắc tiết kiệm xăng lắm. Con tắc này hả, con mặt con này hả? Nó con tắc không có CB. Này nó vậy ra. Đặc biệt cái này nè. Ô ghim Makita. Ghim xịn sò. 550 mm. Này nhìn nó đẹp dữ lắm anh em ơi, em biết diễn tả sao rồi, để em nhờ cháu em test hàng cho bà con cô bác mình nha. Đó, nguyên bản vậy đó. Đó, bà con chạy thì suy nghĩ chạy ngày được như xăng. Cũng lớn nữa. Bà con thử điện cho bà con coi luôn đi. Cái này bên em cái chút của mình chăm con rồi cho bà con nó bắt mình á. Rồi đã lên điện 220 luôn cho bà con nó bắt mình luôn á. 220 luôn. Để cái bình chăm con để nó, để bên em chút lại tí xíu, bà con nhìn thấy điện nó hơi lên xuống tí xíu em. Để bên em cho em chút điện lại cho bà con mình. Ở đây nó đẹp quá, nhìn thấy thấy cưng quá. Con tắt cho nó gì đi. Cái này là cái gì vậy? Cái này chắc khóa xăng quá. Rồi em cũng xin báo giá cho bà con cô bác mình luôn nha. Cái này em bán cho bà con là 2.700.000 em bao ship nha bà con. 2.700.000 em bao ship. Bà con nào mà đi du lịch xách mấy máy này đi treo đã lắm nè. Nó vừa đẹp mà nó vừa mới. Thứ hai nó tiện dụng. Nó cái xăng này mình vệ sinh nhẹ là chạy à. Vệ sinh là ngon nè. Chúng chạy ngồi cũng hết. Nó mới quá mà. Đó, nó vậy đó. Nó nguyên bản của nó vậy nha bà con. Rồi anh em bà con cô bác nào có nhu cầu sử dụng cái máy nhí này thì alo giùm em hàng 550W nha bà con. 550W. Đặc biệt là thích hợp cho bà con mình bóng đèn rồi rồi mình quạt gió rồi đó mình đem theo. Mình đem theo nó rất là tiện dụng luôn. Cái này là con biết dịch nè. Cái này đụng là nóng, đụng này nóng. Đụng là nóng, biết dịch. Đấy, cái này đụng là giật nè, con này đụng là nóng nè. Ừ. Ba cái hàng đây lên vậy đó. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em. À, anh em nào làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Rồi chào tạm biệt bà con.